Hello, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì hiện bây giờ em đang có mặt ở thành phố của tỉnh Bến Tre. Đến đây để ghi hình và báo giá dùm cho khách hàng một bộ mẹ con. Đây trước mắt cô chú anh chị và các bạn là mẹ bò xin, con là con cái Angus. Đó. Con cái Angus siêu đỏ nha. Thì bây giờ em sẽ cập nhật cho bà con cô bác anh chị cái hình ảnh của con bộ mẹ con này. Con đực này là con của con bò kia, nó chạy lại nó chơi á. Đây là mẹ nè, mẹ. Và đây là con đó. Thì bọn mẹ con này bây giờ em xin cập nhật cho bà con cô bác anh chị cái giá ha, và những hình ảnh cận cảnh đây cô chú anh chị các bạn nhắm xem, mình cảm thấy thích muốn mua thì cứ liên hệ ngay và liền với em để có thể chốt được bọn mẹ con này. Đây cô chú anh chị và các bạn, con này con Angus, con này gần 8 tháng rồi ha, con mẹ vô nọc 2 tháng nha, con mẹ phối tinh được 2 tháng nha. Đây, và bọn mẹ con này cái giá phải gọi là cực kỳ là mềm cho bà con cô bác anh chị luôn. Đó, bò con gần 8 tháng, mẹ phối tinh 2 tháng ha. Đó, bộ mẹ con này bây giờ em xin báo giá cho bà con, cô bác cũng như quý anh chị. Đó, bộ mẹ con này có giá là 31 triệu. Đây, con mẹ nếu như mà tách ra có giá là 14 triệu, còn con có giá là 17 triệu. Con nè, Angus nè. Con mẹ là con mẹ xin nè. Đây, bò này thì nói chung là nó mát sữa, nhưng mà có một cái là anh chủ nhà anh bỏ bê quá nên bò mẹ nó rút, bò con nó rút bò mẹ nên mẹ ốm quá ốm ha. Rồi giờ anh nói là anh kẹt tiền anh muốn bán, thì cái giá là con mẹ này giờ nếu mà tách ra bán con mẹ cũng được mà bán con cũng được phải không anh? Là bây giờ con anh tính bán nhiêu, là chốt giá hồi nãy anh nói là 17 triệu đấy ha. Con 17 triệu, còn con mẹ 14. Còn con mẹ là 14 triệu. Ủa sao con mẹ nó rẻ này vậy? Sao con mẹ nó rẻ vậy? Mẹ giờ như giờ anh cũng không muốn nuôi nữa, chứ giờ bán cho bà con, dù ai muốn nuôi thì người ta nuôi cho người ta có lợi được. À, còn bò con? Bò con thì giờ chốt giá 17 triệu á. Chốt giá 17 triệu. Giá này có ai trả giá đâu gì chưa không? Con này thì hôm nay chưa kêu giá lái này đâu, anh ấy kêu anh bán. À, con bò con này giờ chốt giá 17 triệu, còn mẹ tách ra 14 triệu, ai muốn mua con nào mua? Muốn mua cầm thì mua cầm, không thì. Con mẹ có lòi lú gì không anh? Con bò mẹ là bao hết, bao được thịt sản. Bà mẹ vô nọc nay còn mấy bữa đó, 2 tháng á. À, vậy rồi, giờ là bộ mẹ con này bây giờ mẹ bảo hành cho khách hàng, thường thường là em bảo hành cho người ta 3 tháng. Nếu mà anh chịu là anh phải khi mà giao là phải có giấy tờ giao cho người ta 3 tháng, trong vòng 3 tháng. Mua về nếu có hiện tượng lòi lú tử cung thì anh phải nhận lại trả tiền cho người ta đầy đủ. Rồi rồi. Là tiền xe luôn nha. Bao hết hả? Rồi ok. Rồi con bò con này thì nó khoảng dao động gần 8 tháng phải không anh? Bò đó 8 tháng rồi. Ừ. 2 tháng mấy gần 8 tháng. Rồi, con bò Angus ha, siêu đỏ. Con này thì chiều cao nó chắc tầm khoảng 1m15 bò. Sái lưng nghiêm chỉnh, sái mặt nghiêm chỉnh ha. Đó, rúng thì đầy đủ, rúng khoảng 5 phân. Con này anh ghét siêu đỏ, còn con mẹ nó đây. Con mẹ nó là con mẹ mẹ xin. Đó. Mẹ này thì bảo hành bao loại lú của chú anh chị các bạn. Và con này đang có giá bán là 14 triệu. Ha. Bò này nói chung là anh cũng bỏ bên nên nó hơi ốm nè, thì dò cẳng đi đứng hoàn thiện, không áp xe, không xuống rúng xuống ruột gì hết. Bộ mẹ con này tổng giá 31 triệu, bà con cô bác anh chị nào có nhu cầu mua thì liên hệ ngay và liền với em ha. Đây con mẹ nè, đó con mẹ này sẽ được bảo hành bao lòi lú của chú anh chị các bạn về vấn đề trục trặc tử cung, trục trặc sinh sản. Nó trong vòng 3 tháng đầu tiên mình mua về nếu mà có hiện tượng lòi lú hí tử cung thì anh chủ nhà xin nhận lại và hoàn tiền đầy đủ cho cô chú anh chị và các bạn nha. Mẹ này giờ chốt giá lại là có giá là 14 triệu. Chiều cao dao động tại phía sau khu nó dao động khoảng 1m25-26 bò. Sái tích thì nói chung là nghiêm chỉnh. Sái mặt thì đây, sái mặt thì nó nằm ở trên đỉnh ha. Trên cái chót. Nè, chót này nè. Còn sái lưng thì nằm đây. Đó, mẹ này giờ tách ra giá 14 triệu, còn con có giá là 17 triệu. Con là cái anh kết nha. Mẹ này phối tinh gần 2 tháng á. Bà con cô bác anh chị nó có nhu cầu mua thì liên hệ ngay và liền với em. Tình trạng chân móng đi đứng thì hoàn thiện hết nha. Khi mà giao bò đến thì được quyền kiểm tra bò, được quyền kiểm tra đi đứng hoàn thiện mới thanh toán tiền. Rồi, thì cô chú anh chị và các bạn giờ em quay kỹ lại bò con lại cho cô chú anh chị và các bạn xem ha. Nè, con nói chung là tình trạng ăn uống thì khỏi chê rồi. Nó đang đứng ở máng cỏ nó ăn. Nó chân móng đi đứng hoàn thiện ha. Không áp xe, không xuống rúng xuống ruột gì hết. Bà con cô bác anh chị nào gần xa có nhu cầu mua thì liên hệ ngay và liền với em. Chốt giá bộ mẹ con này có giá là 31 triệu. Rồi,
Thì em đang có mặt tại xã Thạnh Phong của huyện Thạnh Phú ha. Bà con cô bác anh chị nào có nhu cầu mua thì liên hệ ngay và liền với em. Thì bây giờ em xin chào anh chủ nhà, kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn video kế tiếp. Nếu mà có nhu cầu mua thì liên hệ ngay và liền với em nha. Em xin kính chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn.